Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, langsam nicht mal, ne? Nein, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage die ganze Wahrheit. Im Namen Jesu, im Namen. Một cô gái người Đức đã bị 6 linh hồn tà ác ám cùng một lúc, khiến 2 linh mục của giáo hội phải nhiều lần làm lễ trừ tà. Trong quá trình này, một đoạn ghi âm đã ghi lại rõ giọng nói của ác quỷ. Đó là câu chuyện kinh dị trong phim điện ảnh The Exorcism of Emily Rose của đạo diễn Scott Derrickson. Nhưng ít người biết đó là một câu chuyện có thật xảy ra vào những năm 70 của thế kỷ 20. Một lễ trừ tà thực sự được giáo hội Công giáo công khai thừa nhận. Có những bí mật gì đằng sau vụ án được cho là thực sự có quỷ ám này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1976 tại Đức, một cô gái tên là Anneliese Michel đã qua đời tại nhà riêng. Nhưng điều kỳ lạ là ngay sau khi Anneliese qua đời, công tố viên khu vực lại khởi kiện cha mẹ của cô cùng 2 linh mục của giáo hội địa phương với cáo buộc họ phạm tội giết người không chú ý. Nghĩa là cơ quan điều tra cho rằng một số hành vi của cha mẹ Anneliese và 2 linh mục là nguyên nhân khiến cô gái tử vong. Vụ án này nhanh chóng gây chấn động tại Đức bởi mọi người đều không hiểu vì sao 2 người thân sinh và linh mục lại có thể liên quan đến sự ra đi của Anneliese. Khi vụ án có những bước tiến triển, sự thật kỳ quái về câu chuyện này bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Anneliese sinh vào tháng 9 năm 1952 tại một vùng quê ở Bavaria, nước Đức. Vì cha mẹ cô đều là người sùng đạo Thiên Chúa, nên Anneliese cũng là một con chiên ngoan đạo. Hàng tuần cô đều tham dự 2 thánh lễ. Cứ như vậy, Anneliese đã bình yên trưởng thành. Tuy nhiên, vào năm cô 16 tuổi, một sự việc không ngờ đã thay đổi số phận của Anneliese. Khi đang ngồi trong lớp học, cô bất ngờ cảm thấy chóng mặt, bắt đầu co giật toàn thân rồi ngã xuống sàn ngất xỉu. Giáo viên ngay lập tức đưa Anneliese đến phòng y tế trường học. Nhưng không lâu sau khi đến phòng y tế, cô đã tự mình tỉnh dậy. Sau đó bác sĩ đã kiểm tra cho cô nhưng không phát hiện ra vấn đề gì bất thường. Giáo viên cũng nghĩ có thể là do cô bé quá mệt mỏi bởi việc học, vậy nên đã cho Anneliese về nhà nghỉ ngơi một vài ngày. Vào tối hôm đó, Anneliese đã gặp phải một sự việc rất kỳ dị. Khi đang nằm trên giường vào tối đó, cô cảm giác như có một vật nặng đè lên cơ thể mình. Bên tai cô còn nghe tiếng ồn ào. Anneliese sợ hãi, vội vàng mở mắt nhưng chợt nhận ra, dù đã tỉnh, cơ thể cô vẫn không thể di chuyển và không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phải đến vài phút sau, Anneliese mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Lúc đó cô mới phát hiện mình đã đi vào giường. Anneliese không quá quan tâm đến vấn đề này. Cô nghĩ rằng tâm trí của mình chỉ đơn giản là quá mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng trong những ngày tiếp theo, các hiện tượng kỳ lạ này lại xảy ra càng ngày càng thường xuyên. Cô cũng thường xuyên thức dậy vào lúc nửa đêm. Anneliese vẫn là một học sinh bình thường cho đến năm 1973. Trong suốt thời gian đó, vấn đề về giấc ngủ của cô vẫn chưa được giải quyết tốt, nhưng vẫn có thể chấp nhận được ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khi bắt đầu học trung học, tính tình của cô bắt đầu trở nên khó kiểm soát và nóng nảy một cách không thể giải thích được. Anneliese đã có những hành động thô lỗ với giáo viên, xúc phạm tôn giáo và nhiều hành động khiến người khác không thể tin nổi. Do các hành vi cực đoan này, Anneliese cuối cùng đã bị buộc phải rời trường. Khi chứng kiến tình trạng của cô bé càng ngày càng tồi tệ, gia đình Anneliese đã quyết định mang cô đến nhà thờ để cầu nguyện và mong nhận được sự giúp đỡ từ Chúa. Nhưng khi Anneliese bước vào nhà thờ thì cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Một con chiên ngoan đạo như Anneliese lại đột ngột thay đổi từ khi bước vào nhà thờ. Cô bắt đầu run rẩy toàn thân và liên tục nhìn chằm chằm vào tượng Đức Mẹ với ánh mắt tàn độc, không ngừng tránh xa thập giá và từ chối uống nước thánh. Ngay lúc đó, từ thân thể cô gái bắt đầu phát ra một mùi hôi thối, tương tự như mùi xác chết. Tình huống này đã được một bà già thường xuyên đến cầu nguyện tại nhà thờ chứng kiến. Bà đã nói với cha mẹ của Anneliese rằng tình trạng của đứa bé này giống như đang bị quỷ ám. Sau khi nghe lời của bà lão, hai vợ chồng đã tìm đến một nhà ngoại cảm để kiểm tra tình hình của Anneliese. Lần đầu nhà ngoại cảm đến nhà, nhìn thấy Anneliese, ông vô cùng kinh ngạc và hét lên rằng Anneliese đã bị ác quỷ nhập vào người. Con quỷ này mạnh đến mức ông ta cũng không thể làm gì nó. Trong tình huống không ai giúp đỡ, cha mẹ của Anneliese chỉ có thể cầu cứu một vị linh mục tại địa phương để tổ chức một buổi lễ trừ tà. Ban đầu vị linh mục không đồng ý yêu cầu của họ mà khuyên gia đình nên đưa Anneliese đến bác sĩ. Sau khi bị linh mục từ chối làm lễ trừ tà, tình trạng sức khỏe của Anneliese trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí trở thành một người hoàn toàn khác. Mỗi lần phát bệnh, cô xé toạc quần áo của mình, bò dưới bàn ăn trong tư thế kỳ dị, phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ từ trong cổ họng và còn liếm chất thải của mình. Ngoài ra, cô còn tự tấn công bản thân bằng cách đập đầu vào tường hoặc dùng dao tự vẫn, vân vân. Bất cứ khi nào chuyện này xảy ra, sức mạnh của Anneliese cũng sẽ trở nên phi thường đến kinh ngạc. Cần 3 đến 4 người đàn ông trưởng thành mới có thể kiểm soát được. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho Anneliese, người thân buộc phải trói cô vào giường trong khoảng 2 năm. Cho đến khi những triệu chứng kỳ quái của cô được hai linh mục tên là Earnhardt và Arnold Renz biết đến. Sự việc đã có dấu hiệu thay đổi khi linh mục Earnhardt báo cáo vụ việc này cho giám mục lúc đó, hy vọng giám mục sẽ đồng ý thực hiện lễ trừ tà cho cô bé. Bởi nghi thức trừ tà không phải là điều mà linh mục có quyền tự ý thực hiện, mà phải được giám mục của tòa thánh phê chuẩn. Giám mục chỉ sẽ phê chuẩn trừ tà sau khi loại trừ hoàn toàn khả năng bệnh tật. Nghĩa là sự kiểm duyệt của nhà thờ trong việc trừ tà vô cùng nghiêm ngặt. Cuối cùng, giám mục cũng đã đồng ý với linh mục Earnhardt về yêu cầu trừ tà cho Anneliese và chỉ định cho linh mục Arnold Renz cùng thực hiện. Từ năm 1975 đến 1976, linh mục đã tổ chức 6-7 lần trừ tà cho Anneliese. Toàn bộ quá trình thực hiện nghi lễ trừ tà đều được ghi âm và chụp ảnh lại. Tuy nhiên, sau một quá trình dài, tình trạng của Anneliese vẫn không có chút tiến triển. Hơn nữa, mỗi lần trừ tà đều phải thực hiện hơn 600 lần quỳ gối, cũng khiến cho đầu gối cô bé phải chịu những tổn hại nghiêm trọng. Cân nặng của cô chỉ còn lại dưới 30 kg. Và vào ngày 30 tháng 6 năm 1976, sau khi hoàn thành lần trừ tà cuối cùng, Anneliese đã qua đời tại nhà. Khi vị linh mục báo tin về cái chết của Anneliese, sự việc này đã gây chấn động toàn nước Đức. Công tố viên đã khởi tố hình sự đối với cha mẹ của Anneliese và hai linh mục, cáo buộc họ về tội ngộ sát. Công tố viên cho rằng Anneliese chỉ là bệnh nhân tâm thần thông thường. Những ảo giác đã khiến cô tin rằng mình bị quỷ ám. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô là do suy dinh dưỡng và mất nước do nhiều lần thực hiện nghi lễ trừ tà. Tuy nhiên, hai linh mục thì khẳng định Anneliese đã bị quỷ ám và linh hồn cô được giải thoát trước khi chết. Để chứng minh cho những gì mình nói là đúng, hai linh mục đã phát sóng trực tiếp băng ghi âm họ trừ tà cho Anneliese. Đoạn băng ghi âm có thể nghe rõ thông tin về những linh hồn ác quỷ đang chiếm hữu cơ thể cô bé. Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ có một ác linh mà có đến 6 linh hồn tà ác khác nhau, bao gồm Lucifer, Nero, Cain, Judas, Hitler và một linh hồn linh mục. Sau đây là một trong những nội dung của buổi lễ trừ tà. Vụ án này được đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 3 năm 1978. Kết quả là cha mẹ của Anneliese và hai linh mục bị kết tội vô ý giết người do sơ suất, kết án 6 tháng tù giam. Nhưng sau đó lại được đổi thành 3 năm tù treo. Câu chuyện cũng kết thúc ở đây. Điều đáng nói là dù tòa án kết luận sự bất hạnh của Anneliese là một sự hiểu lầm về tình trạng tâm thần, nhưng tất cả những người đã tiếp xúc với Anneliese vẫn kiên quyết cho rằng cô bị ma ám. Phía giáo hội cũng luôn chấp nhận điều này. Khi đối mặt với cáo buộc từ thanh tra viên, giáo hội thậm chí còn chi tiền để thuê một luật sư bào chữa cho linh mục. Các tín đồ Thiên Chúa giáo vẫn luôn tin rằng Anneliese bị ma ám. Nơi bia mộ của Anneliese cũng được xem như một vùng đất thánh cho đến tận ngày nay. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.